Vâng, và hãy xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, không ai khác, chính xác là Blue. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục với series ARK Aberration thôi. Có thể nói mình và tất cả các bạn đã cùng nhau trải qua khá là nhiều tập ở trong map Aberration lần này. Cũng như các bạn nào mà theo dõi từ đầu series đến bây giờ thì tất cả các bạn ấy đều biết được, khi mà mình vừa mới đặt chân đến vùng đất này á, thì xung quanh khu vực nhà mình chỉ toàn là cây cối cũng như là rất là nhiều những tảng đá. Và bây giờ là một sự khác biệt khá là lớn khi mà xung quanh nhà mình có rất là nhiều những em khủng long, đúng không tất cả các bạn? Cũng như là ở bên đây có rất nhiều em Spino, thì mình đã có được đâu đó khoảng 4 em Spino rồi này. Ôi, hình như là có một đứa nó đẻ này, để mình nhặt cái quả trứng này cái đã. Với lại một điều nữa thì cũng trong tập lần trước á, thì đã có một số bạn yêu cầu mình á, là xuống cái vùng đất bị nhiễm phóng xạ sâu bên dưới lòng đất để gọi là thuần hóa em Ripper. Nghe cái tên em Ripper thì mình nghĩ ngay đến một cái trò chơi khá là nổi tiếng, chính xác là Minecraft. Và mình khá là sợ em Ripper này khi mà mình xây dựng công trình. Không biết thì các bạn có nào có thể gọi là nhắc đến cái tên Ripper thì liền nghĩ đến gọi là trò chơi Minecraft không nha. Có thể nói thì những bạn ấy đã gọi là chỉ mình cái cách thuần hóa em Ripper cũng như là cái cách để sinh sản ấy, thì mình đã có tìm hiểu sơ qua rồi. Và thật sự thì bây giờ mình vẫn chưa đủ sức để có thể gọi là xuống khu vực sâu bên dưới lòng đất, khu mà bị nhiễm phóng xạ, để cố gắng tìm kiếm một em Ripper cũng như là đối chọi với nó các bạn ạ. Mình phải cần một khoảng thời gian nữa cơ. Có thể nói thì hiện tại thì hai con vật mà mình yêu quý nhất, chính xác là hai em rồng này đây, hai em rồng đá tàn hình. Mình chả muốn mất một con nào cả. Các bạn có thể thấy đấy, thì hiện tại là cái con 128 này và một con 68, thì hai con này vẫn còn rất là yếu các bạn ạ. Nếu mà lỡ mai mà mình xuống dưới khu vực sâu bên dưới lòng đất á, mà không chuẩn bị kỹ á, thì mình sẽ bị tụi Ripper phải gọi là nó đè lại nó đánh là mất luôn em rồng của mình, nó rất là buồn luôn. Mình nghĩ thì sau một khoảng thời gian nữa thì mình sẽ cố gắng đi tìm những quả trứng rồng đá tàng hình khác level cao hơn, và mình sẽ cày cấp nó mạnh hơn các bạn ạ. Còn bây giờ thì trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ đi thuần hóa một con vật ở đâu đó ở trên mặt đất cũng có, nhưng mà ở dưới khu vực nhiễm ở dưới khu vực sâu bên dưới mặt đất cũng có nữa cơ, chính xác là em rắn Titanoba đấy. Thì các bạn biết rồi đấy, việc mà thuần hóa em rắn Titanoba thì nó không còn xa lạ gì đối với mình cả, khi mà mình đã thuần hóa nó ở những map khác rồi. Với lại một điều nữa thì trong cái map Aberration này đó, thì chưa chắc chúng ta có thể thuần hóa được em rắn, cũng như là khi mà mình thuần hóa em rắn á, thì để xem có điều gì hay không nha tất cả các bạn nha. Mặc dù thì mình đã có được cái em rắn Basilisk khổng lồ, các bạn có thể thấy đây. Đáng lẽ ra là mình phải thuần hóa em rắn Titanoba nhỏ trước, sau đó thì mới thuần hóa cái em rắn Basilisk này. Nhưng mà mình phải gọi là chơi nó hơi ngược một tí xíu. Bây giờ mình thuần hóa em rắn to trước và thuần hóa em rắn nhỏ sau. Nhưng mà không sao tất cả các bạn ạ, miễn sao là mình có gọi là đầy đủ bộ sưu tập thú là được rồi. Để thuần hóa được cái em rắn Titanoba thì chúng ta cần có những quả trứng mà đã được... nói phải gọi là từ đầu đến bây giờ thì hơi bị khát nước rồi, nên là uống một tí nước cái đã. Uầy, đói luôn rồi này. Không biết thì còn đồ ăn hay không nữa cơ. Thì còn khá là nhiều này các bạn ạ. Tiếp tục với công việc á, thì để mà thuần hóa được một em rắn Titanoba á, thì bạn cần có một cái quả trứng đã được thụ tinh và kiểu như là đặt ở ngoài tự nhiên á. Thì cái cách thuần hóa cái em rắn Titanoba thì nó cũng không có khác biệt gì so với em rắn khổng lồ Basilisk này cả. Chỉ khác một điều ấy là em rắn Titanoba nó ăn mấy cái trứng của những cái con to to thôi. Còn em rắn Basilisk này nó rất là kén chọn, nó chỉ ăn cái trứng của tụi rồng đá tàng hình thôi. Vì thế là cái con này hơi kén chọn một tí xíu. Không sao, hiện tại thì khu vực nhà mình á có hai em, phải gọi là có một cái loài khủng long to nhất hiện tại, chính xác là tụi Spino như các bạn có thể thấy ở đây. Và mình đã có được hai cặp Spino rồi tất cả các bạn ơi. Thì hai con bên đây này là hai con cái, và hai con bên đây ấy, chính xác là hai con đực. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái tụi này nó sinh sản nha các bạn nha. Những quả trứng đầu tiên này á, thì mình sẽ không ấp nở, và thay vào đó thì mình sẽ cho tụi nó sinh sản ra những quả trứng này để mình lấy mình đi thuần hóa tụi rắn Titanoba. Mặc dù thì cái thời gian đâu rồi, uầy nó có rồi này. Mặc dù thì cái thời gian mỗi lần sinh sản thì nó khá là wow. Chết rồi, cái em Titanoba này, cái em Spino này á, thì lúc nãy các bạn thấy đấy, thì nó vừa đẻ quả trứng kìa. Mà quả trứng này thì quả trứng không phải gọi là được thụ tinh, vì thế là có thể là phải đợi thêm đâu đó khoảng là 36 phút nữa thì nó mới đẻ một lần nữa cơ. Uầy, hơi khó chịu nha. Ok, hơi khó chịu. Bây giờ thì để mình xem cái đã.
con này là nó được khoảng 31% rồi này, cũng như là mình còn 50 mấy mũi tên. Không biết thì ở dưới khu vực dưới lòng sông á thì có còn một em Spino nào không? Nếu như mình may mắn á gặp được một em Spino nào đó có phải gọi là giống cái á thì cũng ok phết đấy tất cả các bạn ạ. Nếu mà giống cái thì nó cũng ok đấy, tại vì mình thường hóa xong á thì mình có thể là cho nó sinh sản. Tại vì các bạn lần này á thì mình dự định là mình sẽ thường hóa một cặp Titanoparker chứ không phải là một con nữa. Nên là mình đang khá là do dự. Nếu như mà phải gọi là nó ăn một quả trứng á, không thường hóa được á, thì chắc chắn là mình phải cố gắng có nhiều quả trứng Spino nhất có thể rồi. Con này là 67% rồi này. Từ từ để mình lấy cái quả trứng này xong á, rồi mình xuống cái khu vực bên dưới lòng sông ở đây này, ở gần nhà mình này, để mình xem đây có còn cái em Spino nào mà là giống cái khác hay không. Hiện tại thì uầy, mình nhìn mới đầu mình nhìn cái này mình tưởng là cái đuôi của rắn basilisk khổng lồ không ấy. Đợt trước thì mình giết cái tụi Spino dưới đây cũng nhiều nên là mình không biết thì dưới đây nó còn Spino dưới đây hay không nữa. Uầy, vẫn còn này. Thì bây giờ thường hóa với cái mục đích á duy nhất. Uầy, đây là con đực các bạn ạ. Bây giờ thường hóa duy nhất với cái mục đích là chúng ta chỉ dùng để sinh sản và lấy trứng thôi. Chứ cái việc mà thuần hóa thêm em Spino á, đối với mình á thì không còn quan trọng nữa. Các bạn có thể thấy đấy, thì nhà của mình bây giờ đã sở hữu đến 4 đứa Spino rồi. Khá là nhiều luôn ấy. Đây đây rồi, quả trứng đây rồi các bạn ơi. Lúc nãy á là mình còn dự định là cho hai con này nó sinh sản nữa cơ. Bây giờ thì con này đợi bao nhiêu nữa ta? Quay con này đợi đến 4 tiếng nữa cơ. Con này đợi đến 30 phút nữa thì nó mới sinh sản. Khá là lâu đấy. Mình nghĩ thì mình chỉ cần vài phút thôi thì mình có thể thường hóa thêm một em Spino khác cũng như là cho nó sinh sản rồi. Ok, khá là rầm rà, nhưng mà các bạn để muốn thường hóa được một cái em, một cái con vật gì đó thì các bạn phải chịu đầu tư nhá. Ở đây thì mình sẽ cố gắng đầu tư về thời gian này cũng như là cố gắng tìm kiếm thêm một em Spino nữa. Để mình lấy cái em rồng này cái đã. Mình nên đi rồng hay là mình nên đi Ravenger nhờ? Mình nghĩ thì ngày hôm nay thì mình sẽ đổi gió một tí xíu, mình sẽ sử dụng Ravenger để đi đi. Ủa, em Ravenger của mình đâu rồi? Ở kìa. À đây 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 đây. Uầy, sao em Ravenger lại bị cuốn ở trong đây rồi? Từ từ, ra nào. Nó ở trong cái đuôi của em rắn đó các bạn ạ, à, rắn basilisk khổng lồ. Đấy. Đâu rồi nhờ? Hy vọng thì xuống đây có một em Spino. Có thể nói thì ở những tập gần đây mình toàn thường hóa tụi Spino mà thôi. Tập gần đây nhất thì mình cũng đã cố gắng thường hóa được một em Spino có cái màu sắc rất là đẹp luôn. Các bạn có thể thấy thì nó vừa đẻ trứng đấy. À, mình nhớ không lầm thì bên đây vẫn còn một con Spino các bạn ạ. Mình không biết tại vì sao nha, nhưng mà có khá là nhiều bạn thích mình đi thường hóa tụi Spino ấy chứ. Thật sự mà nói thì quầy, ở đây có một con cua chết này. Thật sự mà nói thì để thuần hóa được một em Spino ấy thì nó cần khá là nhiều điều, cũng như là các bạn phải kiên nhẫn cơ. Với lại tụi Spino này nó rất là thông minh luôn. Xui rồi các bạn ơi, ở đây là một con đực cơ. Mình cần một con female để mình cố gắng chạy lại ở đằng đầu thượng nguồn ở đằng kia để mình xem đây có một em Spino nào hay không cái đã. Thật sự mà nói thì cứ mỗi một series á thì mình rất là muốn thuần hóa những con vật nào đó mà kiểu như là thuần hóa được á thì mình sẽ cố gắng thuần hóa đem về khu vực nhà của mình hết luôn ấy. Nhưng mà những cái con nào mà kiểu như là nó quá là phổ biến như tụi như là tụi Dodo hay là những con vật khác á thì mình sẽ không nha các bạn nha. Đây đây đây, ở đây có một con này và level của nó là chỉ mới có 20 mấy thôi. Để giết con Scano này cái. Đấy. Ok. Nó đang đánh với con phải gọi là Diplo của các bạn. Mình có nên bắn nó không ta? Mình nghĩ là cái con Diplo này không phải là. Ok, mình bắn trúng cái con ủi ủi rồi. Trời ơi. Các bạn thấy thì nó đâu có gây đam đâu, cái con Sebit á. Ừ đúng rồi, mình hay gọi nó là cái con Sebit. Ok, sao bắn trúng cái con đó không vậy? Nó chỉ có tuyệt chiêu là gây ủi thôi và nó không hề có một tí sát thương nào cả. Chả rồi mình bắn toàn hụt thôi các bạn ạ. Không 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 ổn rồi, không ổn rồi. Mình bắn toàn hụt thôi. Uầy, nó đánh con nó chết luôn rồi kìa. Đấy, trúng rồi đấy. Đây là một con Spino có phải gọi là có màu sắc nó cũng khá là ok. Ơi ơi.
Ui, tha em, tha em, tha em. Ui ui ui, các bạn thấy chưa? Hơi bị ghê. Mình nghĩ thì bây giờ mình sẽ dụ nó vào khu vực sâu ở trong rừng này đi. Ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da. Tại vì khi mà nó chạy đi á, khi mà mình kiểu như là quay, nó dưới đây rồi. Kiểu như khi mà mình bắn nó sắp ngất nó thì nó sẽ bắt đầu bỏ chạy nha tất cả các bạn nha. Mà khi mà nó ở dưới những cái dòng sông như thế này này thì nó được búp cái khả năng đam cũng như là cái tốc độ di chuyển nó lên rất là cao luôn. Ừ, rất là cao luôn ấy. Nên là mình sợ mình dí không lại nó, nên là mình quyết định là dụ nó vào rừng. Nhưng mà khi mà băng qua cái dòng sông này phải gọi là nó đã bị thu hút. Ây da, ây da. Nó đã bị thu hút bởi cái tụi piranha. Nên là hơi khó chịu. Theo được không? Mình có nên dụ nó kẹt vô những cái cây này không ta? Cái con này nó có bị kẹt cây không nhờ? Đấy. Các bạn thấy kế hoạch của mình sao? Kế hoạch của mình nó cũng ok phết đúng không? Đâu rồi? Ra đây nào. Đấy, một phát vô đầu liền. Tính ra cái con Spino này cũng đẹp này. Nó đâu có xấu đâu các bạn. Ôi, nó quýnh mình rớt dưới đây rồi. Xuống đây. Ừ, ra bên gơ. Ở kìa, bắn như thế mà hụt á. Ui, thốn các bạn à, nó gây đam hơi bị thốn nha. Mình hơi quần quần ở khu vực cây này một tí xíu. Tại vì đấy, các bạn thấy chưa. Ây da, ây da. Thông minh vậy. Có thể nói thì có thể nói thì Enspino này nó khá là thông minh các bạn. Rất là thông minh luôn đằng khác á. Mình đánh giá cao cái con Spino này lắm. Ok, nó chạy đâu rồi ta? Leo lên con này không được luôn này. À, nó đang ở bên đây. Ok, bắn như thế mà hụt á. Ok, không ổn rồi, không ổn rồi. Có vẻ là mình hơi bị rầm rà một tí xíu rồi các bạn ơi. Xuống đây chơi trực tiếp luôn cho nó phải gọi là máu nào. À, nó đi đánh con Doe rồi. Ok, không sao, không sao, không sao. Ok, mình cứ tưởng là nó đã đánh con Doe rồi chứ. Nó đã bỏ qua mình rồi chứ. Cái con Doe này á, khi mà đánh một hồi con Doe nó đánh không lại á, thì nó sẽ co vào trong cái mai của nó. Vì thế nó sẽ gọi là một cái à đây rồi, ôi, nó bắt đầu bỏ chạy hả ta? Nó là một cái con vật để tăng khá là tốt. Ê kìa. Ui, nó bắt đầu bỏ chạy rồi. Raminger dí theo nào. Ừ, khó thế nhờ. Tính ra là ngày hôm nay khi mà mình quyết định đi thuần hóa cái tụi rắn Titanopa á, thì mới gọi là không biết là tập ngày hôm nay nên để là đi thuần hóa rắn Titanopa hay là đi đi bắt Spino nữa. Ở kìa, nó lại bị gục rồi. Ê, nó bị gục rồi các bạn ạ. Để mình kiếm thịt đùi cho nó cái đã. Ừ, qua đây giết cái con này đi. Thấy cái tụi này nó phải gọi là nó hơi hơi ồn ào ở đây này, nên là mình quyết định là mình xử cái con mặt ngu này luôn. Có nhiều bạn nói cái con này nó khá là dễ thương. Thật sự thì cái con mặt ngu này nó cũng dễ thương đấy. Nhưng mà mình không thích nó các bạn ạ. Ơ kìa. Con Noe này nó đánh cái con Spino của mình hay gì vậy? Ừ, thông minh đấy. Tưởng là mày đánh là mày đi đời rồi con à. Mình cứ tưởng là nó đánh không à. Ai giờ lại không phải. Chưa đánh, chưa đánh. Đây rồi. Cho 4 cục thịt này vào. Ôi, sao mình nhiều thứ đồ lung ta lung tung thế nhờ. Vứt mấy cái thứ mà không cần thiết đi đi. Mấy cái này thì cũng cần đối với mình này. Ok, tạm thời là bao nhiêu đó đi. Để mình xuống đây mình lấy tí nước cái đã. Ravenger này, con này là con đầu đàn này các bạn. Con đầu đàn không biết level bao nhiêu thôi. À, đầu đàn level 50 mấy á. Cái tụi Ravenger này thì nó có cái hiệu ứng gọi là. Ơ kìa, ở đâu mà vồ lên vậy? Nói hồn. Quay, quay ba con cá sấu luôn ạ. Rồi cân luôn các bạn ạ, sẵn cài cắp luôn. Ngại gì vết bẩn nào. Mình không ngại tụi này đâu. Quay, con này level hơi hơi cao này. Con này tệ gì cũng phải một mình mới nói là tệ gì cũng 100. Nhưng mà thật ra thì nó mới level 88 thôi. Quay cái xác của con đơm đốm này.
Mình cầm cái xác đi được này. Ừ được thật sự nha. À, để mình xem gây đập cái xác của con này ra thì có được cái gì không. À được thịt với chi tin thôi à, chả có gì gọi là đặc biệt đâu. Ok, lấy nước thôi cũng bị tụi piranha này nó hành nữa, chán thật sự luôn. Spino này hơi bị lâu nha, Spino này có vẻ thuần hóa hơi bị lâu đấy, tại vì mình đã chỉnh thời gian thuần hóa nó lên lâu hơn rồi các bạn ạ. À, nó không còn nhanh như lúc trước nữa đâu. Hơn hy vọng thì nó ăn một cục thì nó sẽ tỉnh dậy. Con này level 28. 28 thì cũng không phải là cao đâu các bạn ạ. 28 là thấp đấy. Có những bạn thì đã phải nói là anh hãy cố gắng thuần hóa những con level cao đi. Thật sự thì ở những tập trước á, thì mình đã đi tìm kiếm những con level cao rồi đấy chứ. Nhưng mà đấy xong rồi, mình đã cố gắng đi thuần hóa những con level cao rồi đấy chứ. Nhưng mà khi mà mình thấy những cái em khủng long ấy nó đẹp á thì mình sẽ thuần hóa nha các bạn nha. Chứ thật ra thì level cao không á thì các bạn nhìn cái bộ sưu tập thú nhà các bạn ấy thì nó cũng hơi chán đấy, thật sự là như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta chỉ việc quay và trở về nhà thôi. Quay tính ra thì hầu như thì có thể bây giờ là trời nó sắp tối rồi thì phải. Mình thấy cái màu sắc nó hơi thay đổi khác khác ở đây này. Để mình xem mình có lên được cái tảng tảng đá này không. Nếu mình lên được cái tảng đá này á thì mình sẽ sử dụng cái bắn móc đó các bạn. Ok. Chắc lên đây không được rồi. Ôi, mình tưởng cái đường nó lên được chứ. Nếu mà lên được á mình sẽ sử dụng cái bắn móc để mình bắn lên đây luôn. Bắn lên đây mình đi quanh kia luôn, kiểu như là hai ba đường nha. Mình muốn đi đường nào mình đi à. Nhưng mà có thể là không, mình không có thể đi lên đây được rồi. Này cái chỗ này là đáng lẽ lên được này, các bạn thấy không? Cỏ nó mọc như thế này, thường thường mấy cái chỗ như thế là mình sẽ lên được đấy. Game lừa vãi chưởng à. Game lừa rồi, game lừa người chơi rồi. Ok. Để mình xem sao cái đã. Mấy cái móc này để trong người của mình á thì cũng chả làm gì. Nên là mình thử mình làm thử xem sao. Đấy. Rồi ok. Này. Đi lên. Rồi mình sẽ bắn một phát nữa xéo lên trên kia luôn, xéo lên trên nhà của mình luôn. Đấy. Đây 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 rồi. Không biết thì được hay không nha, cái này thì mình cũng chưa biết nữa. Uầy. Thấp thế. À được này. Nó hơi thấp các bạn ạ. À, kiểu như là mình bắn nó có cái độ rơi ấy, nó có độ rơi ấy nên là nó thấp ở dưới đây, mình sợ nó phóng lên không được ấy. Uầy. Ây da. Một tí xíu nữa thôi à. Cay thế nhờ. Ok, mình sẽ làm lại, mình sẽ làm lại. Bây giờ mình sẽ canh cao hơn này. Đấy. Thôi. Nó cũng không có. Ok, bắn lại. Bây giờ mình sẽ canh cao hơn nữa nha. Đấy, cao lắm rồi đấy. Ok, được. Hợp lý. Rồi. Ổng áp liền. Ok. Đấy, bây giờ thì mình có thể đi lên được rồi đấy. Ăn cái đã, đói lắm rồi. Ui sao đi lâu vậy? Phóng lên. Đấy, thấy chưa? Bây giờ là chúng ta đã có một cái đường lên khác rồi. À, nhanh chóng đưa cái em Spino kia qua bên đây, cũng như là mình sẽ cho nó sinh sản ngay và luôn, không nói nhiều. Vô. Đấy. Con này thì bật chế độ sinh sản cho nó luôn các bạn ạ. À. À, chúng ta sắp sửa là có thêm một quả trứng nữa rồi. Thế là phải gọi là số lượng Spino ở khu vực nhà mình á là chiếm rất là nhiều luôn rồi đấy. Ừ, trong lúc chờ đợi á thì mình sẽ vào nhà và mình sẽ chuẩn bị nha các bạn nha. Thì có thể nói thì mình chuẩn bị một cái bộ đồ cỏ. Đâu đó thì ở những tập trước thì mình đã có chế rồi. Đấy, chế rồi, bây giờ là mình chỉ việc lấy vào mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn. Đấy, bộ đồ cỏ này. Ừ, có cần gì nữa không nhờ? Hình như là không các bạn ạ. À, hình như là chỉ cần bộ đồ cỏ này thôi. Ủa Ravenger nó còn follow mình à? Không biết luôn ấy. Đây, cái trứng này đây rồi.
một tí thì gặp em rắn nào thì sẽ vứt ra thôi. Và hy vọng thì ngày hôm nay mình có thể là gặp được những em rắn Titanopa đẹp đẹp một tí xíu. Ủa, mà tính ra thì cái em Ramegon này đẹp hết đấy các bạn ạ. Có điều level nó thấp quá, thật sự luôn ấy. Ui, nó lên được mười mấy cấp nè. 2k máu đi, tốc độ di chuyển đi. Ok. Ui, đẹp thật sự luôn. tính ra các bạn này nhìn cái con Ramegon này á với cái em Stego của mình á có điểm giống giống luôn các bạn. Kìa, thật sự luôn. Đúng không? Màu đỏ xanh này, con này cũng đỏ xanh luôn. Nó khá là giống. Để bắt xịt. Stop tất cả. Đấy, ok. Ừ, lâu thật sự ấy, chưa đẻ nữa kìa. Chưa đẻ thì để mình lấy em rắn này mình xếp cho nó gọn gọn là các bạn, cho nó chui xuống dưới lòng đất đi. Chứ nó ở trên mặt đất như thế này thì nó hơi phải gọi là chiếm chỗ một tí xíu. Chui xuống kiểu như là trồng cây luôn. Tiện lợi thật sự. Đấy, 95% rồi. Hy vọng thì ngày hôm nay với hai quả trứng Spino này thì mình có thể thuần hóa được hai em rắn Titanopa. Ok, xong. Nhặt rồi nhá. Bây giờ thì lên đường thôi, không nói nhiều. Chúng ta đã mất khá là nhiều thời gian bằng cái việc gọi là đi thuần hóa thêm một em Spino rồi. Đấy. Uầy. Từ từ để mình xuống đây các bạn ạ. Cái đường xuống là đường này này. Chúng ta bây giờ không có còn nhảy nữa. Chúng ta phải đi cái đường xuống đàng hoàng cơ. Và uầy, chết không. Uầy, con đó con Red hay gì vậy? Con Red các bạn ơi. Tụi Red ở dưới đây đẹp phết đấy, không đùa đâu. Nhưng mà bây giờ mình không có đem em Bulldog hay là một em nào thao em nào theo này. Lẹo lưỡi thật sự ạ. Không có đem em Bulldog hay là một cái em nào á theo mình để gọi là phát sáng hết ấy thì mình đang rất là lo ngại, tại vì nếu như mà không có một cái con nào đó theo mình ấy thì sẽ xuất hiện cái tụi yêu tinh các bạn ạ. Tụi yêu tinh nhỏ đấy. Hơi bị căng nên là mình quyết định thì mình sẽ gọi là chơi an toàn một tí xíu. Quay trở về nhà lấy theo em Bulldog đi cho các bạn ạ. Yên tâm chứ thực sự mà nói thì em Ravenger của mình nó chưa có đủ mạnh đâu, chưa có mạnh phải gọi là mạnh nhiều đâu. Mà tụi kia thì nó phải gọi là nó xuất hiện hoài ấy. Đánh nó chết cái con này lại con khác nó lại xuất hiện thôi. Khó chịu lắm. Nên tốt nhất là mình nên đem theo em Bulldog đi. Ừ. Mà mình nghĩ thì em Bulldog thì các bạn xem riết là nó cũng chán đúng không? Thôi đem theo em dê con đi. Đem theo em dê con đi. Ok. Vô. Mất máu đối với mình bây giờ là không còn quan trọng nữa rồi. Em Ravenger của mình thì số lượng máu nó phải gọi là hơi bị nhiều. Lên được 3 level nữa này. Tăng tốc độ chạy hết luôn. Đấy, mình chơi lớn mà các bạn. Đấy, tốc độ chạy hơi bị căng rồi đấy. Chạy bây giờ phải gọi là hơi nhanh. Bây giờ là cái khó khăn nhất á là chúng ta tìm được một em rắn mà kiểu như là nó đang không có target một con vật nào khác, cũng như là nó không có phát hiện ra được mình cơ. Ở đây thì có tụi Red này. Ui, cái tụi Red này đẹp phết đấy, không đùa đâu. Level 40. Sao nó lại cạp mình, có làm gì nó đâu. Qua đây có hai con rồng tàng hình ở dưới đây luôn à, chả hiểu. Uầy, ở dưới đây phải có một cái... Bình thường mình thấy tụi rắn này xuất hiện nhiều mà ta. Từ từ. Giờ cho em dê này phát sáng cái đã. Ok. Uầy, đẹp chưa kìa. Ui, nó target mình rồi. Ui, em rắn nó đẹp. Gì vậy? Ui, nó target mình rồi các bạn ơi. Nó còn thấy mình không ta? Quay. Con rắn này đẹp phải chưởng à. Ui, nó đang target cái con nhỏ xíu dưới đây nè. Cay thế nhờ.
Mình vứt xuống ngay nó luôn kìa. Không biết nó có ăn không nữa. Nó đang target vậy là nó không ăn rồi. Cày thế. Ngoài tính ra em rắn này đẹp phết luôn ấy. Mình phải gọi là mình bằng mọi giá mình phải thuần hóa được em rắn này thôi các bạn ạ. Đang target cái con gì quên rồi nhờ, con nhỏ xíu á. À, nó đang target con này ha, là cái con nào này? Nó đang target con này này. Đấy, bạn thấy chưa? Đang target con đó đấy. Nó bị dướng nó chứ, nó lại bị dướng vô trong kia nữa kìa. Red này. Nó bị dướng vô đây rồi. Ok. Để mình dụ nó đi ra cái đã. Đấy, bây giờ mình sẽ đi cái chỗ nào á, kiểu như là cho nó không còn thấy mình nữa. Nó không còn thấy mình nữa cơ thì nó mới chịu ăn cái quả trứng đó thôi. Đây 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 đây. Ơ kìa. Cái tụi rắn này nó không ăn trứng à. Uầy. Nó đánh cái con kia rồi. Ok. Nó đang đánh con kia để mình clear cái tụi này cái đã. Cái tụi này nó hay phá quá à. Không biết nó có đánh lại con kia hay không nữa. Theo mình thấy là đánh lại đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có vẻ là nó đang quay lại cái quả trứng, nó đang quay lại quả trứng kìa. Ăn đi. Ơ kìa, cái quả trứng mình để ngay đó như thế mà nó không ăn á. Vô lý thế nhờ. Ừ, vô lý thật sự à. Đang đánh con nào ở đằng đây vậy ta? À, đánh chết con kia luôn rồi. Ơ kìa. Quả trứng nó thơm ngon như thế này mà lại không ăn á. Mình để hai quả ngay đây luôn này. Không ăn là phải gọi là hơi vô lý thật sự luôn. Yes. Thành công rồi tất cả các bạn ạ. À. Quay tuyệt vời thật sự ạ. À. Wow. Cho vào quả cầu thôi, không nói nhiều. Không cho vào quả cầu thôi, không nói nhiều các bạn ơi. Mặc dù á, mặc dù thì level không cao, các bạn biết rồi đấy á, mình đâu có sử dụng mấy cái em rắn này để gọi là làm cái gì nhờ? Mình đâu có sử dụng mấy cái em rắn này để đi đánh nhau đâu các bạn. Đánh nhau thì mình sẽ sử dụng những con khác chứ đâu phải sử dụng mấy em rắn này đánh nhau đâu. Nên vì thế là cái việc mà sở hữu được một em rắn như thế này ấy, rất là vui luôn ấy. Rồi. Đấy, một em rắn cái nhá. Ủa, đúng không ta? Hình như cái tụi rắn này á, thì không có phân biệt giống đực và giống cái thì phải. Nó là tụi lượng tính hay gì đấy. Cũng như là tụi nó sẽ không sinh sản được nha các bạn nha. Uầy, được một em rắn rồi nha. Ừ, như con này thì khá là xấu này. Thôi bỏ qua nó đi. Uầy, con lúc nãy màu vàng đẹp vãi chưởng à. Wow, khá là thành công rồi đấy. Ừ, với lại thì tụi Red ở đây nó cũng đẹp phết này. Thì để mình... Wow. Chết rồi, con rồng đá tàng hình nó theo mình rồi. Tụi Red ở đây cũng đẹp phết này. Có thể thì những tập sau thì mình sẽ cố gắng thường hóa một vài con Red nữa nha các bạn nha. Để xem thì nó có cái khả năng gì hay ho hay không. Theo mình được biết á, thì... Ui, chạy 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 chạy. Ui. Wow. Mình sợ nhất là cái con Megalosaurus nha. Tại vì khi mà nó gấp được các bạn một cái là kiểu như là giá nào là các bạn cũng hy sinh ấy. Nó gấp được cái là hy sinh liền. Gấp được một phát là đi thôi. Không nói nhiều. Ui, tính ra hết rắn rồi đó. Để mình đi sâu sâu xuống dưới đây xem sao cái đã. Hình như bên kia có một con rắn hay gì đấy. Rắn Hareta ta. Kìa, dưới đây cũng có nữa nè. À, các bạn thấy không? Có rất là nhiều những con Red đẹp luôn ấy. Các bạn nào muốn tập sau mà kiểu như là mình thuần hóa mấy cái con Red đó, con Red có màu sắc đẹp á thì các bạn có việc comment bên dưới nha. Ở đây có một con rắn nữa này, nhưng mà con rắn này nó có màu không đẹp. Mình thuần hóa được một con màu đẹp cực kỳ luôn ấy, màu màu nó màu rất là nổi các bạn ạ. À. Màu vàng mới chịu cơ. Ui, ở dưới đây cũng còn khá là nhiều tụi rắn nè.
Nên mình cố gắng mình lựa chọn một con nào đó đẹp đẹp cái đã. Ui, bên kia có một con Mega kìa. Mấy con này thì nó không có màu sắc nổi bật. Đây, con Red màu đỏ. Red rất là nhiều những con Red luôn. Đây thì con này thì nó màu... Nó cũng có màu nhưng mà nó màu không có đẹp. À dà, căng thế nhờ. Hên là nãy giờ mình có MJ phát sáng đấy. Ui, từ từ. Không nên lại đây các bạn ơi. Lại đây là toan đấy. Lỡ mà lọt xuống dưới là xác định luôn. Ơ à, kìa. Ui, hư giáp của mình hết rồi. Căng vậy. Bây giờ là mình hết cái gọi là hết cái khả năng tàng hình rồi đấy. Ừ. Tụi Red này hơi bị căng. Tụi Red này nó phá giáp ghê lắm. Tại vì nó phun ra cái chất kiểu như là acid vậy đấy. Phá tất cả loại giáp. Mình không biết thì ui, Raminger đẹp nữa kìa. Nhưng mà tập ngày hôm nay không phải là mình để đi thường hóa Raminger. Mình phải chú tâm vào cái công việc của mình cơ. Cái con này thì nó có màu trắng này. Nó sẽ khác với con màu vàng lúc nãy. Ok, để mình thì mình cố gắng mình vứt cái quả trứng ra nha các bạn nha. Vứt phải ở gần nó cơ. Bây giờ cái bộ đồ mình nó mất rồi nè. Đấy, chạy 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 chạy. Mình cứ để quả trứng kia đây đi. Tạm thời mình sẽ xử lý cái tụi này trước. Red 7 màu này, Ravenger này. Ui, con Red 7 màu đẹp thật sự luôn á. Ui, cái tụi Ravenger này đẹp thế nhờ. Ui kìa 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 kìa. Ui, con Ravenger này nó đẹp. À, chết rồi. Giết con này luôn các bạn ơi. Nó lỡ nó thấy mình rồi. Không biết thì trong người con này nó có phải gọi là polymer dạng bột hay không nữa. Ui, không có rồi. Nếu có thì mình đi sửa. Mình sửa cái bộ đồ cỏ thì mình sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều trong cái việc mà thường hóa rắn đấy. Chết rồi, trên đây hết rồi. Bắt buộc là phải xuống dưới kia thôi. Ôi. Ui. Một tí xíu nữa là chúng ta phải gọi là đi với một sải luôn rồi đấy. Đừng có đùa. Ok. Mình không dám đi sâu xuống dưới các bạn à. Đi sâu xuống dưới thì gặp rất là nhiều những con nguy hiểm luôn. Đâu hồi nãy mình thấy bên đây có rắn này. Đây. Thử con này được hay không cái đã. Nó phải không target con nào cơ. Nó đang dí cái con dây con rồi. Ừ, các bạn thấy không? Để thuần hóa một con rắn cũng đâu có đồ hề đơn giản đâu. Nó cứ target như thế rồi làm sao mà mình thuần hóa được. Đây rồi. Sẽ thuần hóa một cặp rắn cam đi. Đấy, đứa nào ăn thì đứa đó sẽ may mắn về đội của anh. Rồi, mình nghĩ là con rắn màu trắng nó sẽ ăn rồi. À, không ăn á. Cái gì vậy? Gì nữa vậy? Ravenger đâu nhiều vậy? Ôi, cái tụi rắn nó dí mình rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Nó target mình nhiều thế. Cái tụi Ravenger này nhá. Mình rất là cay cứu tụi này luôn đó các bạn ạ. Rồi, hai con rắn này hy sinh là cái chắc. Mày thấy chưa? Đằng kia còn con kìa. Rồi xong. Thuần hóa được một em nữa rồi. À, em này thì có màu sắc nó không có đẹp cho lắm. Tại vì con này màu trắng các bạn ạ. Mình chỉ có một cái con đẹp thôi. Ừ. Tính ra thì thôi kệ, không sao các bạn ạ. Có là được rồi. Hai con kia thì nó cứ target mình thôi. Nên là nó sẽ không ăn quả trứng này đâu. Tính ra thì trong cái map nào cũng vậy nha các bạn nha. Thì nó cũng phải gọi là những con rắn này á, thì nó cũng sẽ ăn thôi à.
Ủa đi đường này đúng không ta? À đúng rồi. Tính ra thì mình đã đi khá là nhiều ở cái đoạn đường này rồi, nhưng mà mình cứ mới gọi là hay hoang mang ấy, kiểu như là lạc đường ấy, nên là lúc nào là cũng hơi lo lo một tí xíu. Mặc dù thì mình đã đi đúng đường nhá. Quay không sao các bạn ạ. À, mình ngày hôm nay ấy. Ok ạ. Ủa mình thấy sai sai hay gì á? Đúng đường không vậy ta? Ờ đúng rồi. Bên đây nó bị che khuất các bạn ạ. À, mặc dù á thì ngày hôm nay á thì mình thuần hóa được hai em rắn, nhưng mà mình rất là ưng ý với cái em rắn đầu tiên nha các bạn nha. Để bây giờ mình về nhà rồi mình thải ra cho các bạn xem. Mình rất là cực kỳ là ưng ý với em rắn đầu tiên luôn. Hoài màu sắc nó rất là đẹp. Có thể nói thì tụi red nó màu nó còn đẹp hơn nữa cơ. Có những em red nó 7 màu nữa kìa. Đâu rồi, từ từ các bạn ạ. À. Đấy, không, chúng ta không có cần phải vội vàng gì cả. Về nhà rồi mình cứ gọi là quăng nó ra thôi. Uầy, test Brachiosaurus kìa. Những con test này á, thì khi nào mình cần electronic thì mình mới farm nó thôi. Bây giờ mình chả giết nó làm gì cả. Ok kìa. Thì cái độ dốc của cái cọng dây này á, nó càng thấp á, độ dốc nó càng thấp á, thì nó sẽ cái em Ravenger nó sẽ đi càng nhanh nha các bạn nha. Còn cái độ dốc cao quá thì thì nó đi hơi chậm. Ok. Lên 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 nào. Rồi, ok. Ui. Được nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho em này ra thôi. À, hình như là con bên đây phải con ở số 8 đúng không? Đây này. Các bạn xem này. Ui. Màu vàng luôn á. Ủa sao lúc nãy mình thấy ở dưới nó màu khác nhờ? Nguyên một con màu vàng luôn này. Ơ kìa. Lúc nãy là mình nhìn thấy nó màu đen nha các bạn nha. Lúc nãy là mình nhìn thấy nó màu ở dưới khu vực á, ở dưới lòng đất á là nó màu đen. Sau rồi nó sẽ có những cái hoa văn màu vàng cơ. Còn bây giờ nó lại nguyên con màu vàng luôn ạ. À. Chả hiểu sao. Ok, thế là chúng ta đã có được một em rắn vàng luôn rồi, rắn nghệ các bạn ơi. Tuyệt vời thật sự ạ. À. Để mình mặc cái bộ đồ vào cái đã. Nhìn nó hơi như thế này thì nó hơi khó chịu. Ok, thấy chưa? Mặc giáp sắt rồi này. Đó. À, em rắn nhỏ xíu, kế bên là em rắn Basilisk khổng lồ. Uầy, đẹp thật sự. Có thể nói á thì mình nhìn cái em rắn nhỏ này này không có đáng sợ bằng con to này nha các bạn nha. Con to này nhìn sợ vãi chưởng luôn ạ. À. Này. Đây kìa. Uầy, hay không biết là tại vì nó to hay mình sợ, hay là tại vì kiểu như là nó có vẻ ngoài nó khá là hung hăng á nên là mình sợ. Còn cái con này là nó giống rắn thật hơn này. Thấy không? Còn con này thì nó không giống cho lắm nhưng mà mình lại sợ con này hơn. Ok, không sao cả. Có thể nói thì trong tập ngày hôm nay thì mình đã gọi là thuần hóa được một em Spino cũng như là hai em rắn, nó có màu sắc phải gọi là khá là đẹp tất cả các bạn ạ. Cũng như là mình đã có được bộ sưu tập rắn rồi, hình như là trong cái map này có hai con rắn thôi thì mình đã thuần hóa hết hai con. Có thể nói thì tập ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây vậy, và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo. Và các bạn nào đang theo dõi video thì đừng quên để lại một like và đăng ký channel để ủng hộ mình. Thật sự cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.